Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng An toàn Bảo mật Thế giới Cyber Security Global Excellence Awards với một giải vàng, hai giải bạc và một giải đồng. Cụ thể thì các giải pháp bảo mật uy tín của VNPT được ban giám khảo quốc tế đánh giá cao và ghi nhận với 4 giải thưởng lớn tại Giải thưởng Bảo mật Thế giới 2021, trong đó có một giải vàng dành cho giải pháp định danh điện tử VNPT eKYC trong hạng mục ứng dụng AI vào bảo mật, hai giải bạc cho giải pháp an toàn thông tin VNPT SOC ở hạng mục giám sát bảo mật và dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây VNPT Smart Cloud ở hạng mục sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp trên nền cloud software as a service, một giải đồng cho hệ thống ứng cứu và xử lý sự cố Smart AI ở hạng mục an toàn thông tin cho học máy Machine Learning. Đây là năm thứ 17 mà giải thưởng Security Global Excellence Awards được tổ chức, là giải thưởng lâu năm và uy tín trên thế giới. Sự kiện luôn thu hút được nhiều doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada hay Thụy Điển.